hè này mua sắm ở đâu? Hàng hóa dồi dào, giá cả hấp dẫn, không gian cà phê lãng mạn và các món ăn tuyệt vời. Sơ đồ cùng hàng trăm game mới lạ. Họ thích mua sắm cùng nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Một chuyến du lịch đến Singapore, Thái Lan, Nha Trang và 6 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Thật thoải mái, thật tuyệt vời khi đến với Centromall Sa Tra Phạm Hùng. Centromall.